Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh với công suất 70 giường bệnh, hiện đang điều trị cho hơn 60 bệnh nhi mắc COVID-19. Hầu hết là bệnh nhi nhỏ tuổi nên điều kiện chăm sóc phải đặc biệt. Quy trình tiếp nhận bệnh cũng chặt chẽ hơn, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế cũng như lực lượng chăm sóc hỗ trợ. Tương tự, Bệnh viện Cần Giờ 600 giường và Bệnh viện Củ Chi 300 giường cũng đang được vận hành hết công suất. Mọi lực lượng đều được huy động tổng lực, tập trung toàn bộ cho công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã điều động thêm 2 bệnh viện nữa tham gia công tác điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, nâng tổng số lên thành 11 bệnh viện với trên 5.000 giường bệnh. Ngoài ra, trước tình hình số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố ngày càng tăng, Trung tâm Điều trị và Chạy thận Bệnh viện Lê Văn Thịnh mở cửa trở lại để tiếp nhận và điều trị cho người bệnh là F0 hoặc F1 tại các khu cách ly, phong tỏa. Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến cuối chuyên điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng tăng cường nhân lực hỗ trợ cho các bệnh viện. Hiện số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt 2.000 ca và vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang huy động tổng lực để chống dịch và dập dịch hiệu quả. Qua đó kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng dịch để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, giảm áp lực cho công tác điều trị tại các bệnh viện.